Con người đầu tiên là ai? Là ai? Là ai nhỉ? Đây có lẽ là câu hỏi ai cũng đã từng thắc mắc ít nhất một lần trong đời. Gần nhất là tối qua, cô con gái vừa lên cấp 2 của tôi mới hỏi câu này, khiến tôi hơi bối rối, lại phải lục tìm các nguồn tài liệu tạm gọi là tin cậy để trả lời con gái. Và đáp án tôi rút ra được sau quá trình tìm kiếm, sắp xếp, chọn lọc thông tin là rất khó để xác định chính xác tổ tiên của loài người là ai. Nói ra kết quả nào cũng không tránh khỏi nhiều tranh cãi. Tưởng chừng loài người chúng ta tự trên trời rơi xuống, như lời nhà thơ người Mỹ Benjamin Franklin King từng cảm thán. Ông nói, có vẻ như loài người đang sống trong sự mơ hồ, trôi dạt vô định trong không gian từ một nơi nào đó đến đây. Chẳng ai biết nguồn gốc của chúng ta từ đâu và loài của chúng ta sẽ còn đi đến đâu nữa. Tuy nhiên, các bằng chứng khảo cổ và nhân chủng học đã chứng minh con người, hay còn gọi là người, loài người hay nhân loại có nguồn gốc từ loài vượn cổ, đó là vượn người phương Nam Australopithecine, sống cách nay ít nhất 3-4 triệu năm. Đại diện là hóa thạch nổi tiếng của một người phụ nữ 20 tuổi được đặt tên là Lucy. Tên khoa học là Australopithecus afarensis, phát hiện năm 1974 tại Ethiopia, có niên đại khoảng 3,2 triệu năm. Ngôi sao thời tiền sử này cao 1,2 mét, bước đi bằng hai chân và có thể trèo cây một cách dễ dàng. Nguồn gốc của cái tên Lucy xuất phát từ ca khúc Lucy in the Sky của nhóm nhạc The Beatles mà các nhà khoa học đang nghe khi khai quật thành công hóa thạch nói trên. Thời điểm vượn người biết chế tạo công cụ lao động cũng là thời điểm được gọi là con người. Quá trình tiến hóa của con người được giới khoa học thống nhất chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, Homo habilis, người khéo léo. Người khéo léo xuất hiện khoảng 2,4-1,5 triệu năm về trước. Cơ thể của họ bằng 2/3 người hiện đại, với chiều cao trung bình 1,4m và bộ não lớn gấp 1,5 lần não vượn, đạt tới 600cm khối. Chế độ ăn của họ ngoài quả mọng và rễ cây đã bao gồm thịt sống. Họ là những người đầu tiên biết chế tác công cụ bằng đá để đập hạt, cắt thịt. Người khéo léo không di cư mà tập trung ở một khu vực. Họ sống thành các nhóm lớn nhỏ có sự phân cấp rõ ràng. Giai đoạn thứ hai, Homo erectus, người đứng thẳng, xuất hiện cách đây 1,8 triệu năm và sống khoảng 1,5 triệu năm. Về hình thể, người đứng thẳng khá giống người hiện đại. Chiều cao trung bình là 1,6m, bộ não lớn cỡ 1000cm khối. Cơ thể họ rất ít lông và tiết mồ hôi dưới ánh nắng mặt trời. Nếu người khéo léo trèo cây rất giỏi, thì người đứng thẳng lại đoạn tuyệt với việc trèo cây. Họ là những người đầu tiên biết chế tạo ra các công cụ cắt phức tạp, biết dùng lửa, dựng nhà, thậm chí là chinh phục biển cả. Và giai đoạn cuối cùng trong quá trình tiến hóa của loài người là Homo sapiens, người tinh khôn, hay còn gọi là người hiện đại. Người hiện đại xuất hiện khoảng 200.000 năm về trước, có cấu trúc xương tương tự người hiện đại ngày nay, chiều cao trung bình lên đến 1,7 mét. Bàn chân phẳng với 5 ngón chân giúp đi lại dễ dàng bằng hai chân. Thể tích não bộ lớn đạt tới 1600cm khối, nên họ thông minh hơn, có khả năng ghi nhớ và học tập tốt hơn. Người hiện đại biết chế tạo các công cụ tinh vi từ đá, xương và sừng động vật, biết mặc quần áo bằng da thú. Đàn ông chủ yếu bắt cá, săn tuần lộc, bò, ngựa. Phụ nữ và trẻ em thì săn thú nhỏ, lượm quả dại, nấm. Họ sống thành từng thị tộc khoảng 20 người ở lối vào các hang hoặc dựng lều bằng cành cây, da thú. Họ có ngôn ngữ và nền văn hóa riêng. Và đây chính là phiên bản hoàn hảo nhất của người cổ và tiến hóa dần trở thành người hiện đại như chúng ta ngày hôm nay. Bạn có từng thắc mắc những con người đầu tiên ấy xuất hiện ở châu lục nào không? Không phải châu Á, châu Âu, cũng chẳng phải châu Mỹ hay châu Đại Dương. Dựa trên những bằng chứng khảo cổ học và nhân chủng học uy tín, thuyết rời châu Phi, tên tiếng Anh là Out of Africa, đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ giới chuyên môn. Thuyết này cho rằng châu Phi là cái nôi của nhân loại. Cụ thể, tổ tiên sớm nhất của loài người đã tiến hóa ở khu vực phía đông và nam châu Phi,
rồi lan tỏa khắp địa cầu qua hai làn sóng thiên di quy mô lớn và vô cùng phức tạp. Sự thiên di của người đứng thẳng Homo erectus sang lục địa Á Âu gần 2 triệu năm trước tạo thành làn sóng thứ nhất, và người hiện đại tiến hóa tại châu Phi tỏa sang các lục địa khác chỉ khoảng 50.000 đến 60.000 năm trước theo làn sóng thiên di thứ hai. Những người này thay thế người đứng thẳng ở châu Á và người Neanderthal ở châu Âu. Thế nhưng, các cuộc di cư ấy diễn ra như thế nào? Và lý do gì tổ tiên chúng ta lại rời châu Phi thì đến nay khoa học vẫn chưa trả lời được chính xác, mà chỉ có thể đưa ra các giả thuyết rằng họ rời châu Phi do biến đổi khí hậu, lần theo hành trình di cư của các loài động vật khác, học hỏi thói quen di cư của người tiền sử phía Nam, hay đơn giản họ chỉ di cư tự phát để tìm kiếm thức ăn, mở rộng phạm vi sinh sống cũng như không gian sinh sản mà thôi. Con người sống rải rác khắp bề mặt trái đất và đã thích nghi với môi trường sống mới. Vóc dáng, hình thể, khuôn mặt, màu da và ngôn ngữ cũng thay đổi theo từng hoàn cảnh sống. Điều không hề thay đổi chính là chúng ta vẫn có cùng một nguồn gốc, cùng một giống loài. Đó là Homo sapiens. Còn nguồn gốc loài người theo quan điểm của các tôn giáo thì sao? Theo sách Sáng Thế Ký của Thiên Chúa Giáo thì Chúa là đấng toàn năng tạo nên con người từ bụi đất, và người đầu tiên được Chúa tạo ra là người đàn ông có tên Adam. Sau đó đến người phụ nữ mang tên Eva được tạo ra từ chiếc xương sườn của Adam. Con người có quyền thay mặt Ngài làm bá chủ mọi giống vật, trị vì hết thảy sinh vật trên mặt đất cũng như trên trời và dưới nước. Theo Hồi giáo thì lại tin rằng Thánh Allah mới là đấng tạo hóa, tạo ra con người và vạn vật trên thế giới này. Cùng quan điểm Thánh Thần là cha đẻ của loài người, các tín đồ Ấn Độ giáo vẫn tâm niệm trong ba vị thần nổi tiếng của đạo Hindu, thần Brahma chính là cha đẻ của Manu, con người đầu tiên xuất hiện trên thế gian. Trong khi đó, Phật giáo phủ nhận vai trò của một đấng siêu nhiên tối cao trong việc tạo ra loài người, cho rằng trái đất và sự sống muôn loài do nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên, nhiều điều kiện tạo thành. Theo đó, con người là một pháp do duyên sinh tạo ra, là kết quả sự kết hợp giả tạo của ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên, con người cũng không nằm ngoài sự chi phối của quy luật vô thường, sinh, lão, bệnh, tử. Vậy là khoa học và tôn giáo có những quan điểm, cách lý giải riêng về nguồn gốc loài người. Bạn có thể không tin hoặc không muốn tin tổ tiên chúng ta tiến hóa từ loài vượn. Cái nôi của nhân loại là châu lục đen châu Phi. Bạn cũng có thể không tin con người sinh ra từ bàn tay thượng đế hay một vị thần thánh đầy quyền năng nào đó. Hoàn toàn bình thường thôi. Mỗi người một quan điểm, một đức tin riêng, không bàn đến đúng sai phải quấy ở đây. Hy vọng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ tìm được những bằng chứng thuyết phục hơn để thỏa mãn số đông những người luôn đau đáu, miệt mài đi tìm lời giải cho câu hỏi tổ tiên của mình là ai và mình là ai giữa cuộc đời này. Nếu bạn có câu trả lời thỏa đáng thì đừng ngại chia sẻ cho chúng tôi và các bạn đang nghe cuốn radio nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết radio. Thấy hay ho, thú vị thì đừng quên hào phóng cho chúng tôi một subscribe, một bình luận hay đơn giản là một like ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những radio tiếp theo.